Cô xin chào các bạn tuổi Quý Dậu 1993. Hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch của cái năm Giáp Thìn nha các bạn. Thì lời đầu tiên cô chúc cho các bạn cùng gia đình được nhiều sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Sẵn đây thì cô cung cấp cho các bạn nhiều cái yếu tố để các bạn biết rõ về cái tuổi của mình. Tuổi của bạn là có cái vận mệnh cuộc đời của mình, đó là lầu kê túc, nghĩa là con gà nó ở cái nhà lầu. Mệnh của mình là mệnh kiếm phong kim. Và mình từ cái mệnh của mình đó, là mệnh kim, thì nó xét về cái cuộc đời của mình, nó được đưa vào cái chữ là bạch đế phú quý. Các bạn nghe nói trời, cô nói nghe sướng thật á, nhưng mà sau của tuổi trẻ của con sinh nó có nhiều cái nó không được thuận lợi, có nhiều cái áp lực ở trong cái cuộc sống. Mặc dù mình sinh ra trong hoàn cảnh gia đình không đến nỗi khó khăn, nhưng mà mình đi mưu cầu, mình cũng có học, có hành đàng hoàng. Nhưng mà khi mình đi ra đời, mình tìm cái công ăn việc làm, sao mà nó trầy vi tróc vẫy như vậy, nó không thuận lợi. Tại vì cái năm của các bạn, người ta có nói là cái con gà vàng, cái con gà đẻ trứng vàng, cái con gà vàng dậu là kim, mà mệnh mình cũng là kim nữa. Cho nên nhiều người, cái năm đó nhiều người xinh lắm, ra cái áp lực để mà tìm cái công việc làm của mình trong cái năm này cũng khó. Nhưng mà các bạn để ý thôi, qua ngoài 30 tuổi á, thì cái công ăn việc làm của các bạn nó lại ổn định, đem lại cái sự mà thuận buồm xuôi gió cho mình. Mình không còn những cái chán nản như ở cái thời mà thời 20, 20 mấy nữa. Nhưng mà trong cái cuộc sống của mình dễ va chạm giữa mình và nếu là ra ngoài đời, mình dễ gặp những cái biến động, mình dễ gặp cái va chạm, nhiều cái áp lực của mình. Tìm được công ăn việc làm ổn định nhưng mà mình có nhiều cái áp lực lắm. Thì cô nói như vậy thì các bạn thấy nha, ở khi càng về sau á, thì cái hậu vận của các bạn nó tốt. Cuối cùng của cuộc đời của mình, nó là cuộc đời là sống trong cái sự an nhàn, đa phần là sung túc, tốt đẹp. Mình là người cái mệnh kim, mà dậu cũng là thuộc về hành kim, cho nên sướng thì có sướng, nhưng mà nó cũng ba đạo, nó cũng trầy di chất dậy, có nhiều cái chuyện gia trạm ở trong cái cuộc sống, cũng như trong cái vấn đề hôn nhân tình cảm của mình, cũng có nhiều cái bão tố phong ba lắm. Thì các bạn lưu ý, muốn tránh đi những cái khó khăn về gia đạo, thì các bạn nên nhớ điều này. Mình kim, nhưng mà xét về cung phi, nam thuộc về cung đoài, tức về hành kim. Cho nên khi mà chúng ta kết hợp với những nữ là có cái cung càn, cung cấn, cung kim, càn cấn đoài á, thì là tốt cho mình. Còn nữ thuộc về cung cấn, thuộc về hành thổ, thì chúng ta lập gia đình với những người cung khôn, cung đoài, cung cấn, cung càn. Như vậy là hai cái tuổi Quý Dậu này nè mà kết hợp với nhau thì sẽ ăn nên làm ra, đem lại được cái sự sung sướng, cái sự giàu sang, tốt đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ cô nói qua 3 tháng. Tháng 4 âm lịch thì các bạn mưu cầu tài lộc của các bạn có cái khó khăn, khắc kỵ, nó không tốt, không thuận lợi cho các bạn nha. Còn về cái chuyện đối nhân sự thế giữa mình và những cái người chung quanh, ở trong công sở của mình với những cái người hàng xóm, những người thân thiết của mình, thì lại là một cái tháng tốt đẹp, thuận lợi. Vì đây là tháng tam hợp tuổi cho các bạn, nhưng vận hành công chuyện của các bạn lại bị khắc kỵ.
Tại vì mình là người mệnh kim nè, mà gặp tháng mộc, kim mộc nó sẽ xảy ra những cái vấn đề, cho nên tác động vận hành của mình ở trong tháng nó không tốt. Còn xét về tình cảm gia đạo của bạn nam ở trong tháng tư thì có những cái chuyện mà bực dọc, cái tinh thần mình nó không được thoải mái, không muộn phiền, dễ muộn phiền. Còn riêng bạn nữ thì dạy tình cảm là tốt đẹp, thuận lợi. Tình cảm là một cái màu hồng ấm êm, hạnh phúc, vui vẻ. Qua đến cái tháng 5 thì mình làm năm mà mình phải ra 7, mình phải chi cái đồng tiền của mình ra, mình bỏ cái đồng tiền của mình ra. Tại vì ân vì nghĩa, tháng này chúng ta có cái nhu cầu, tại vì nghĩa vì hiếu, mình phải bỏ cái đồng tiền ra. Như là đi tân gia, đám cưới, đám tiệc, thôi nói đủ thứ để mà chúng ta phải bắt buộc chúng ta chi cái đồng tiền của mình ra. Và đây là cái tháng mà nó không đem lại cái sự tốt đẹp của bạn đối với thai nhân. Dễ gặp những cái xung khắc, dễ gặp những cái chuyện bực mình ở trong tháng. Người ta có thể soi mói, người ta có thể nói hành nói tội của mình với mình. Cho nên mình cẩn trọng trong cái tháng này, cố dằn nén, đừng để cái tính nóng của mình nó bộc phát, đã sung thì nó càng khắc thêm nữa. Cho nên chúng ta cần giữ cái hòa khí ở trong cái tháng này thì nó sẽ dễ hòa chi quý cho mình. Bản mệnh của bạn ở trong cái tháng này lại là sự tốt đẹp, thuận lợi nha. Mình mà kim mà gặp cái tháng thổ, thổ dưỡng kim, cho nên nó có cái sự tốt đẹp, thuận lợi. Chúng ta có cái xấu, nhưng mà chúng ta có cái tốt, nó bù qua. Còn về gia đạo của nam, của nữ ở trong tháng là có cái sự thuận lợi, vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương. Qua đến cái tháng 6 là cái tháng các bạn dễ mưu cầu về tài lộc. Mình tìm được tài lộc nó thuận lợi, tốt đẹp. Có khi mình mua giấy số cũng có thể trúng. Rồi còn về chuyện đối nhân xử thế, về địa chi thì ở trong tháng đây là cái tháng trung bình, không khó khăn, không khắc kỵ cho mình. Về bản mệnh thì tiếp tục đây là cái tháng đem lại nhiều cái may mắn cho mình ở trong cái tháng. Về gia đạo thì bạn nam ở trong tháng có nhiều cái vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn tình cảm gia đạo là một màu hồng, trong khi nữ có vướng những cái huyện muộn phiền, buồn bực ở trong cái vấn đề tình cảm gia đạo, bực dọc không hay. Thì như vậy là cô vừa chia sẻ cho các bạn về 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch của cái năm Giáp Thìn. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc. Nếu các bạn yêu thương, xin hãy đăng ký kênh ủng hộ cô nha. Thân chào các bạn.